Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại với kênh Chế Đồ nhé. Ngày hôm nay thì có con bếp từ Yamazen nhé. Yamazen. Thì con này nó đang bị một cái lỗi nữa là khi bấm nguồn đây này. Bấm lấu này. Đấy. Khi tăng giảm nhiệt độ thì núc đường núc không nhé. Đấy. Đấy, nút đường nút không thì ok, bây giờ em sẽ tháo ra và xem nó lỗi như nào để sửa nhé. Con này thì nó là con nội địa của Nhật, chạy điện 100V. Ok các bác nhé. Đây, một chiếc bếp từ IH Yamazen của nội địa Nhật Bản. Đấy. Đây. Yeah. Nó nhìn rõ. À đây. Mã là IEA140B. Công suất là 1400W, điện 100V, made in China. Đấy, xuất sang thị trường Nhật. Để em tháo ra xem nào. Hay bên trong này, đấy. Cũng không có gì các bạn. Này, bếp từ Nhật đây. Tháo này ra nhé. Switch 3 này các bạn nhé. Thì cái con công tắc này là hiện tại này em không có để thay nhá, thì đảo cái con công tắc làm mà ít dùng sang nhé. Đây. Thì đảo con công tắc này sang con công tắc này nhá. Đảo con này sang con này. Ok.
Ok, thì em đã thay xong nút nhé. Đấy, giờ tiến hành đắp lại thôi. Ok nhé, bây giờ thì em đi thử xem đã được chưa nhé. Ok các bác nhé. Đấy. Nó do tại nút nhé. Đấy. Cái hàng nút này là toàn bộ nó cũng có vấn đề rồi nhé. Tiến tới này em sẽ mua em thay toàn bộ nhé. Đấy, cái cách xử lý là nó là như vậy thôi nhé các bác nhé. Đấy, rất là đơn giản. Và một lần nữa thì em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em nhé. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và like video giúp em nhé. Nếu ai chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký kênh và nhấn quả chuông thông báo để khi em ra video thì các bác xem ủng hộ em nhé. Cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại.